sau khi chúng ta đã tháo rời các bộ phận và thiết bị ở trên gồm ống định hướng và lò xo ra. Tiếp theo là phen phụ. Đây là mẻ giá thử nghiệm đầu tiên trên máy làm giá Sokto DA666 ở Thái Lan của công ty chúng tôi. Giá ra rất là đều và dài. Không ạ. Đây là hai lạng đỗ mà làm ra được từng này rau giá đấy các bạn ạ.